Hello, chào tất cả mọi người nha. Hiện tại là mình đang đứng ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Mình làm cái clip này giùm người bạn mình là Phạm Hữu Dư. Đó. Diện tích là 2.000 mét vuông, là 2.000 lẻ mấy mét vuông á. Đất này á, thì mình nói luôn là đường á, hiện tại là đường đất. Đường đất là đường đất 4 mét, xe hơi tới nơi được luôn. Đó. Là chủ nhà hiện tại là đang cần tiền nên họ kêu bán mảnh vườn này để họ trang trải cuộc sống của họ. Họ đang thiếu nợ đó. Rồi đây là đường thì vô tới đất thôi, hiện tại là không có mặt tiền, nhưng mà khu này là khu dân cư. Đất mình thì rất bằng phẳng nha mọi người, đó mọi nhìn thấy đất nè, đất rất là bằng phẳng. Đó. Nói luôn là xung quanh là đều có suối luôn, nhưng mà mùa nắng á, thì đã khô rồi, không còn nước nữa. Thường thường suối này là trên đập Kim Long chảy về, đây suối nè, đây là đập Kim Long chảy về, nhưng mà mùa nắng thì hết rồi, không còn nước nữa. Mọi người thấy cái mương suối không? Mùa mưa đưa nước rất là nhiều nha, tại vì cái miếng đất này mình hồi đó mình hay vô đây chơi mình chơi nè, đường này mình chơi nè, thì mùa mưa đây nước rất là nhiều nước luôn. Nhưng tại mùa nắng thì không còn nước nữa. Đó. Đất này thì không có một tiền. Giá mình đó luôn, giá là 1 tỷ mốt. Đó, có bớt chút giấy tờ cho khách nào thiện chí á, hai sào. Đất này thì có thêm một căn nhà cấp 4 luôn. Đó, họ đang ở luôn. Đó, đây là đất mình là xung quanh thì họ trồng thêm xen kẽ vài một cây cây ăn trái, coi như là một cái mít nè. Đó, thấy cái mít luôn, mít thì mít chín rụng luôn đó. Chủ nhà không thèm ăn luôn. Đây ta không có mít ăn biết ta ngán rồi, mít rụng rồi đó. Mít thì trái quá trời trái nè đó. Còn bên ranh đất bên kia là của người ta thì nói chung là cái mương suối này á, là cái mương suối này á là cái hàng ranh đó, thì ranh giới chạy theo này nè để mọi người khỏi sợ tranh chấp gì hết đó. Họ trồng nói chung cái mảnh vườn này á, họ trồng là điều. Điều thì nhiều, điều là chủ lực là điều đó. Họ nhà vườn mà họ chẳng trồng gì ngoài điều hết. Nhưng mà điều giờ cũng không có giá nữa, nên họ đang gạt tiền sẵn họ đây, họ kêu bán luôn. Diện tích hai sào để mấy chục mét vuông đó. Mấy trăm mét vuông chứ. Đúng rồi. Là hai sào mấy trăm mét vuông. Ở đây họ có nuôi dê vậy nữa nè. Mảnh vườn này rất là đẹp luôn, đất rất bằng phẳng luôn. Khu này là khu dân cư nha mọi người, đất này có thể là chỗ cư được. Đó. Tại bây giờ người ta nhà ta nghèo quá, người ta không có tiền lên thổ cư á. Đất nè, mình thấy đất nè. Có chuồng trại gì à, lên nuôi dê, nuôi cò gì tùm lum đấy nè. Đây là xoài, mình quay buổi chiều quá, hơi tối nha mọi người. Đây là cái xoài, đó, họ trồng tùm lum cây á. Nhưng mà điều á, là chính á. Đây họ có nuôi thêm dê nữa. Dê à. Này thấy dê không? Đất nè, đất thì rất là bằng phẳng nha mọi người. Đất là bằng luôn, là đẹp luôn, bao quanh là suối. Đất này khu dân cư nữa. Mấy đất mình hiện tại là đường đất 4 mét, nhưng cách đường nhựa là tầm 50 mét thôi là tới đường nhựa rồi, là đường nhựa nông thôn á. Chứ mình sẽ cho mọi người xem đường nhựa nha. Mình xem mọi người xem sơ sơ không gian trang đất rồi. Giờ đi vô. Đây là nhà của họ. Đây. Họ có nuôi một chuồng trại gì tùm lum đấy nè. Đây, đây là nhà của họ đây. Đó, họ nuôi thêm chuồng trại cái nhà họ đây. Cái nhà nói chung là nhà cấp 4 thôi, cũng không có to tiếc gì hết. Là một cái nhà nhỏ này nè. Đường thì đường cục tới đất tới đây là hết đường rồi. Còn đây họ có hàng xóm luôn, hàng xóm này kế nhà là đều có hàng xóm luôn. Đây, đường đây, đường này là đường 4 mét, 5 mét luôn, chứ 4 mét gì xe hơi vô phà luôn. Trước mặt mình á, trước mặt mình đó đó là đường nhựa đó. Nhưng mà trước mặt mình đâu là đường nhựa chính á, là đường nhựa nông thôn á. Đất này là khu dân cư luôn. Đất mình có cái nhà tròi tròi nhỏ nhỏ luôn. Xung quanh này ai mua về để ở là có hàng xóm luôn. Đường nè. Đây cũng có nhà nè. Có nhà rất là nhiều luôn. Chúc mình sẽ cho mọi người xem cái đường sái thế nào nha mọi người. Thôi bây giờ tôi bắt đầu từ đường đất của mình đây. Đất của mình là bên đây nha mọi người. Bắt đầu giờ mình đi ra con đường nha. Đường lớn. Mình chạy chỉ 30 mét thôi là tới đường nhựa nông thôn rồi. Sớm có hàng sớm luôn nè. Đó. Tối mình quay hơi tối đó, nên họ mở đèn. Đó.
Đó, đường chạy chút xíu là tới đường nhựa rồi. Nhà nè. Nhà nha mọi người. Nhà nè. Đèn điện đi tới đó, đèn điện. Đó, đẹp. Nhà dân cư nè, sinh sát luôn nè. Dân cư nè. Nước này cách đường nhựa này chỉ cần mấy chục mét thôi, mà đâu 30-40 mét gì đó. Nhà quá trời nhà luôn, thấy không? Miếng đất này từ Sài Gòn về miếng đất này rất là gần luôn nha mọi người. Nhà đây có một, đây có một cái nhà xưởng gì đó nè. Nước này cách quốc lộ 56B tầm 400 mét trở lại thôi. Thì nãy giờ bạn mình có quay cho mọi người xem căn nhà vườn rồi ha. Thì bây giờ mình cho mọi người xem sổ nè. Số tờ 30, số thửa 148. Địa chỉ là xã Sa Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và diện tích của nó là 2063m2 ha. Hơn một sào. Đất trồng cây lâu năm. Và có thể lên thổ cư được ha. Tại vì nó thuộc quy hoạch đất trồng cây, động đất ở nông thôn. Đó. Rồi, đây là sơ đồ của thửa đất ha. Tại vì đất mình bao quanh là suối cho nên là nó không vuông được, tại vì suối nó cong mà, suối thì lúc nào cũng cong, suối nào mà không có suối nào vuông hết trơn á, cho nên là đất mình nó không vuông được ha. Đó. Suối này thì mùa mưa thì mới có nước nhiều, còn mùa khô thì đầu nguồn ta chặn lại để tưới tiêu rồi. Đó. Cho nên không có suối ha. Rồi bây giờ mình cho mọi người xem cái vị trí của miếng đất trên bản đồ vệ tinh để mình dễ dàng hình dung. Đây, nó nằm trên con đường này ha, con đường cục ha, vô đây là hết nhà cửa rồi. À, thì con đường này nó có hiện rõ trên bản đồ vệ tinh luôn ha. Thì từ vị trí này đi ra chút xíu tới đường nhựa rồi, đi chừng 50 mét thôi, bạn mình có dẫn mọi người xem rồi đó. Ra 50 mét thôi đường nhựa ha. Khu vực này thì mọi người thấy trên bản đồ vệ tinh thì những đống sáng 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 là xung quanh nè, là dân cư á, tức là nhà á, nữa là cũng khu này thì thấy dân cư cũng ok đó. À, không có buồn, sợ buồn ha. Từ đây thì đi ra ngoài đường đây, đây là con đường quốc lộ 56B nè. Đó, đây là 56B. Thì chỉ khoảng vài trăm mét thôi. Và đi ra ngoài đường liên xã Láng Lớn Sa Bang nè, cũng chừng một cây số đổ lại thôi, chưa tới cây số đâu. Và quan trọng là cách đường quốc lộ 56-9 là khoảng 3 cây, 2-3 cây gì đó. Là tức là đây chợ Đức Hiệp ha, tức là trung tâm của xã Sa Bang nè. Chợ Đức Hiệp nè, ủy ban xã nè, trường học nè ha, trường học cấp 1, 2, 3 luôn. Đó. Cho nên là rất là ok ha, chứ về vị trí thì nó mình thấy nó rất là ổn rồi đó. Đó. Tiện ích đầy đủ dân cư. Đó. Mà giá thì cũng mềm nữa, cho nên là phù hợp cho ai mà có số tiền vừa phải, muốn mua nhà vườn sẵn hết. Đó. Vườn này thì mình thấy trồng đều nhưng mà cũng trồng xen kẽ một vài cây ăn trái, cho nên là mình về mình phá đều đi rồi mình làm lại cây ăn trái khác này nọ là ok luôn. Nhà thì có thể sơn phết lại hoặc là sửa sang thêm ha, tại vì nhà người ta cũng nông dân nhưng người ta cũng không có xây nhà đẹp được. Ở vị trí này thì nó luôn ha, đi biển thì cũng không gần lắm đâu, đi biển thì khoảng 40 mấy cây, 45 cây ha, nhưng mà đường cái về Phú Chí Minh lại gần ha. Đây mình thì gọi về Phú Chí Minh ha, đi đường tại vì nó gần ngay đường Bầu Cạn luôn. Nó giáp nè, cách đường đây là đường Liên Sơn Liên Hiệp là đường Bầu Cạn mọi người ha. Đây chỉ khoảng 79 cây là tới trung tâm thành phố ha, quận 1 á. Đây đâm thẳng con đường Bầu Cạn nè, tức là từ thành phố Hồ Chí Minh mình đi cao tốc xuống quốc lộ 51 ha, đi chừng 5 cây thôi mà sẽ rẽ vô ngã ba Bầu Cạn. Đây cái ngã ba Bầu Cạn là cái đường mà đi vào sân bay Long Thành á. Đây sân bay Long Thành nằm ở đây vị trí này nè. Đó. Cứ đi hỏi người ta cái đường ngã ba Bầu Cạn, đường vào sân bay Long Thành người ta chỉ thôi. Thì tới ngã ba Bầu Cạn này em đi đường Bầu Cạn này ha, đi thẳng riết luôn, đi thẳng luôn là tới đất. À, ha. À, là gần tới quốc lộ 56 là quẹo vô để xem đất ha. Cho nên là về vị trí thì dễ đi lắm, chung đi thẳng không à. Rất dễ đi. Cách thành phố Hồ Chí Minh đi chừng tiếng rưỡi tới. Rồi. Mình xin nói chung là vị trí mình nói cũng tương đối đầy đủ rồi ha, cũng rất là dễ tìm thôi. Về cái giá thì mình xin nhắc lại là 1 tỷ mốt ha, 1 tỷ mốt thì cũng có bớt nhẹ với tờ, nói chung là người ta cũng kêu sát giá rồi. Cho nên là anh chị chú mình
Nếu mà thấy ok thì cứ tới xem và gặp chủ thương lượng ha. Rồi thì số điện thoại của mình là 0933230243, mình xin nhắc lại là 0933230243. Có thể kết bạn Zalo hoặc là Viber số này luôn nha. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã xem video.